Nhưng mà mình xin chia sẻ với các bạn cái cách mà mình không cần xài đến những cái thiết bị chuyên dùng của thợ nước ha. Mình chỉ xài đơn giản nhất có thể. Cái cách thứ nhất á, thì mình có một cái lưỡi cưa sắt ha. Các bạn nói là cưa nó sẽ nó ra vẽ kẻ nó ra thành là chia đôi cái theo chiều dọc nè các bạn, giống như là cái hình mũi tên nè các bạn, hình nhọn đó, mình vẽ giống như là một cái hình mũi tên. À, bây giờ mình sẽ cắt theo cái đường dọc này. Cắt được một nửa đó, mình sẽ xoay nó lại, cái cắt luôn cái phía bên ngược lại ha, để nó thành một cái hình nhọn đối xứng nha các bạn. Rồi, sau khi cắt xong thì mình sẽ thấy nó có cái hình nhọn ha. Rồi, tiếp theo đó mình sẽ thoa kèo cho nó vừa mục đích là vừa để dính mà cũng cũng làm cho nó trơn, nó sẽ dễ vô cái ống. À, bạn thoa luôn kèo cả mặt trong của cái ống này. Rồi sau khi thoa kèo thì mình sẽ đưa nó vào. À, cho hai cái phần nhọn nó vô trước, sau đó bạn xoay nhẹ nhẹ, vừa xoay vừa ấn vào. Nó có lớp keo này, nó có một cái lớp keo nó sẽ vô rất là dễ. Rồi các bạn thấy nó vô được ở 3 phần là được ha. Rồi cái loại keo này nó cũng rất là thích hợp với là cái ống mềm với ống cứng ha. Thì các bạn chỉ cần chờ đó từ 6 phút trở lên thì nó sẽ dính rất là chặt. Mình có thể lau sạch cái phần keo thừa đi. Cách thứ hai thì mình cái ống cứng này mình không cần làm gì hết, để nguyên cái ống phẳng như vậy, ống thẳng như vậy. Các bạn chuẩn bị sẵn một cái cây kèm. Rồi các bạn sử dụng một cái hộp quẹt. Bạn đốt xung quanh cái ống mềm này cho nó mềm rồi. Khi mà nó mềm rồi, bạn đưa cái cây kèm này vô. Do cái cây kèm này là cái nó hình tròn hay đó, thì khi mà các bạn đưa nó vô đó thì nó rất là dễ. À, khi mà nó vô rồi đó, các bạn mở cái kèm ra, bung cái kèm ra một chút. Khi mà nó vô rồi đó, các bạn lấy một cái khúc ống nhỏ. À, khoảng chừng 4 cm. À, bạn ấy bành cái kèm nó nguội rồi đó các bạn, thì là nó được rộng ra hơn so với là lúc ban đầu ha. Thì mình cũng sẽ thoa kèo ở hai mặt ha. Thoa kèo là mặt trong của cái ống mềm. Rồi thì mình sẽ có keo rồi đó, các bạn sẽ nạp đẩy nó
Mình lao cái keo thừa ở đây đi ha, cho nó sạch. Rồi cũng tương tự như cái cách trước, ở đây mình cũng chờ nó khoảng 6 phút cho nó khô kèo nha các bạn. Chờ 6 phút là mình bắt đầu sử dụng nước được. Hôm nay mình vừa chia sẻ với các bạn hai cái cách mà nối ống mềm với lại cái ống cứng. Hai cách đơn giản nhất, không có cần sử dụng những cái thiết bị gì nhiều. Rồi mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Mến chào các bạn.